tổng của anh hết 500.000 anh ạ. Ít nhỉ? 500 thôi ạ? Đúng 500 thôi mà. Được rồi. Đấy. Sao thế anh? Anh lại quên ví mới đau chứ. Thế mới chết chứ, thì sáng rõ ràng là mình đúc ví ở đây chắc là. Bạn quên ví à? Thôi không... Nhóm hết làm gì? Thế rõ ràng anh hay đi mua thức ăn bảo thế. Thì thà gì đâu là còn nấu muộn. Ăn rồi còn nghỉ tí chiều đi làm chứ. Thịt đắt lắm, không ăn được. Thì rẻ thì mua nhiều mà đắt thì mua ít. Vẫn phải ăn nên làm sao mà nhịn được. Mới hôm qua nó mới có 120.000 một cân bác chị. Giờ nó lên 130.000 rồi. Đợt này không dám ăn. Hiếm lợn ai hi ạ, mà lại còn sắp đến Tết rồi. Tết lợn nó còn lên nữa ấy. Tại sao mà nó lợn lên giá gớm thế nhỉ? Đến lúc mình không nuôi được thì nó cứ lên ầm ầm. Lúc gây được quá nái thì lợn bán có 30, bán 35. Thì người ta bảo là chăn nuôi như đánh bạc, ai hi cứ phải thắc mắc. Tiền thì cám vẫn còn nợ của kia. Rồi bớt ăn bớt tiêu đi. Giờ phải tính kia. Có khi mày chăm phát trứng ra mà trưng lên mà ăn tạm. Hết trứng rồi. Hôm qua có con gà nó nhảy ổ nó ấp rồi thì để cho nó ấp còn lấy đàn gà con để nuôi. Có cái con nó để cho đấy, ta thấy nó để đâu được à, bá quản luôn. Để xem lấy mà bác tạm mà ăn trưa nay. Thì sáng nay cho trẻ nó ăn nó đi học rồi còn đâu nữa. Thế ai thì đi ra mua đi, chả nhẽ ăn cơm muối à? Tí nữa nó lại đẻ thêm một quả nữa đấy. Đến chuẩn bị đến giờ nó đẻ cho đấy. Để tao hôm nay tao không ăn cơm ở nhà. Thế ai thì lại đi đâu? Tao điện thằng phóng dê xem. Sao mà cứ đến bữa là bắt đầu là trực điện thoại gọi hết người nọ đến người kia. Một tuần ít nhất phải để một buổi ở nhà ăn cơm trưa với vợ chứ. Ăn tối là được rồi. Nhà thì có hai vợ chồng trẻ đi học mà trưa thì cứ lọ mọ mò hết nhà nọ đến nhà kia. Mày nói cái câu mò nghe có vẻ không hợp một tí nào so với cái văn hóa ăn uống cả. Chả thế thì gì? Phải nói là quan tâm bạn bè, là quan tâm là năng đến năng đi lại với nhau để tăng thêm cái nơi sự gần gũi, hiểu không? Ôi, thằng này thế nào có nghe máy nhỉ? Chắc là nó lại ngồi nhậu ở đâu với cái thằng quách hại hoàng kia rồi. Người ta bận ăn bận làm, nhưng mình trực điện thoại đâu mà cứ đổ chuông cái là nghe. Thôi mày cứ ở nhà đi, gà nó tát đang chuẩn bị đẻ rồi đấy. Tí nữa chừng chỉ xem nó đẻ lấy quả mà xem mà trưng như lại lấy một tí cái ngạch thiếu mà vò ra trưng lên, ui ăn cái đấy ăn mọc hơn thế nhá. Tao phải đi sang đấy thăm nó cửa nhà hay là nó ốm yếu gì không. Dạo này dịch cúm dịch chớp nó cũng đại trở lại rồi, sao lo cho bạn anh lắm. Lại đi à? Đây đây, vào quán này luôn, vào quán này luôn. Này quán này. Liệu vào quán này thằng An Nhi nó có đi qua nó nhìn thấy không? À thì á, bảo sợ, cũng có khả năng đấy. Nó mà đi qua nó thấy là nó vào đấy. Thằng này đánh hơi nhanh lắm, mình sợ ngồi gần hay là ra quán đầu ngõ đi. Hay là thế nhỉ? Thôi đi thì ra quán đầu ngõ, cho nó ăn chắc. Đúng rồi, đi chắc. Thằng này thấy ngồi lắm. Anh em mình ra đây, cái thằng này A Hi cứ chơi tìm. Chắc chưa? Yên tâm đi, nó không tìm được đâu. Được, đi. Chủ quán ơi! Thấy bọn nó ở đây nhỉ? Bọn này nó đi đâu nhỉ? Sao vợ nó bảo là hai thằng chúng nó đi rủ nhau đi ăn uống ở đâu rồi cơ mà? Sang quán bên kia xem. Con này cũng đóng cửa thế này.
liệu nó có thể đi được đường nào nhỉ, hai cái thằng này nhỉ? Liệu nó có ra chỗ quán ở tận ngoài kia không nhỉ? Anh đi. Anh em ngồi đây là có an tâm rồi, không phải sợ nó mò ra nữa. Mò ra là hai cái thằng này nó ăn mảnh ở đây mà không thấy gọi mình. Làm thế nào đi, mình vào đấy cho nó đỡ ngại nhỉ. Mà này, hôm nào anh mình phải chơi thằng ai một trận. Nó là nó ăn mẹ không của anh em mình quá nhiều rồi đấy. Chính là tính ra cả năm nay mà anh em mình đi ăn đâu thấy nó mò đến mà chui nó trả tiền là nào. Có cách rồi. Mày được trốn được tao à? Ôi, trốn cửa trước nhưng mà tao lại luồn cửa sau cơ. Xin cái thì lại vào đây đi, thấy hai ông đến đây rồi, đáng định gọi. Chán quá, uống được có hai cốc nó lại bỏ về luôn. Đâu, hai anh em nó ra ngoài ngõ, đầu ngõ có việc thì là tiện tạt vào đây luôn. Tôi tưởng các ông đi ăn mảnh thì không gọi tôi câu thì cơ mà lần sau á, tôi cũng cạch xít luôn, tôi cũng chả thèm liên lạc gì các ông nữa. Đâu, anh em tiện thể vào đây thì không gọi. Thế chứ còn, chứ còn bình thường tôi bọn tôi uống trận nào có thiếu ông đâu mà chả gọi ông đến mà. Tưởng anh em mình có tí ăn mà có thấy trận nào vắng mặt ông đâu. Chính vì thế anh em đi thôi thôi làm cốc đi. Nhưng hai ông là cũng vừa vào được một lúc đúng không, mà sao không gọi cái gì cho nó ngon ngoan, uống bia bánh đa không ạ? Cho chuẩn dần đi dần dần. Ôi xin để tôi gọi cho chủ quán ơi, nướng cho hai con mực ấy. Ăn mực á? Nhưng mà thật sự là sao? Này hai anh em ra đi ra nhưng mà không phải chủ động đi uống bia nên là tiền cũng tâm chứ quan gì trọng gì cái tiền nong anh em mình. Hôm nay tôi có mời các ông là được gì? Ông mời gì? Các ông ăn uống thế này mấy khi anh em ngồi nhau cứ để tôi gọi cho chủ quán ơi. Dạ dạ em lên rồi. Cho con mực 5-6 cân yến cũng được. Làm gì có mực to vậy anh? Không có ạ. Vâng, mới lại nghe em cũng đã hết mực rồi. Thế bé bé thôi cũng được, loại bé cũng được. Hết rồi. Hết ạ? Vâng. Thế có cái gì ngon ngon không? Nhà em đang có cái gà muối ớt về, anh ăn thử không? Gà muối ớt, cho ông ăn bao giờ chưa? Được, cứ có cứ mang ra đây. Mấy con anh? Cho anh 3 con, mỗi thằng 1 con. À vâng, chờ em tí, chờ em tí, có luôn. Đấy, mình cứ phải hoành tráng đi. Mà hôm nay lợn thắng lợn à? Đó, cho có bia đã nhá. Thì đấy thì vừa bán lợn được thì chẳng thắng. Cách nào thoáng thế? Nó mà cứ tầm khoảng 28-30 nghìn một cân hơi như năm ngoái thì cũng mà xin lỗi các ông, tôi cũng phải ăn bán các ông đến hết cả đời. Đấy, từ ngày nó cân đối được cái thị trường thực phẩm thịt lợn đang thiếu nặng, ông hiểu không? Cái nguồn cung là thiếu nặng nên là giờ bán được 90, giá 90. Ê, bà con chăn nuôi cũng đỡ khổ. Ờ, tao đây, đang ngồi ngồi con bia. Thế ra đây luôn. Ra đây luôn nhá. Đang gọi mấy con gà, ra đây ngồi uống bia bọn tao luôn nhá. Có một thằng bạn nó gọi ra đây nhá. Ôi trời, kể cả vài thằng nữa. Quan trọng gì bạn rồi, mày. Rồi ra đi, ra luôn đi. Bạn mày như bạn tao. Ok. Thế nào? Chào anh em nhá. À đây, đấy, đây đây đây. Đây đây đây. Chào anh em, lâu lắm không gặp nhỉ. Tương quan rồi. Chào anh. Anh là cái kiêng lắm nhá, gọi phát đến nghe. Vừa gọi điện đấy. Ôi chào bạn. Lại thằng nữa.
gọi đơn nhá. Ồ, cứ bảo bạn ra đây. Mấy khi anh em gặp em mời cho anh cơm bia đi. Ông là quan hệ. Ừ. Đang uống bia ngoài đống ngõ ấy. Ra nốt đây. Nhá. Nhanh nhanh thì không anh em giải tán là không được uống đâu. Rồi 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 rồi. Cái là xin phép em. Đúng rồi, gà đây rồi. Em mời các anh ạ. À, đây là thằng bạn học cùng. Học cùng. Anh tôi là Đông. Đông. Tôi học cùng bạn này. À đẹp. Đó. Hôm nay thấy nó bảo là ra quán bia có tin việc. Anh nghe cũng có tướng ăn bóng đấy nhỉ. Nhìn người là biết rồi. Cũng được đấy là nghề của mình mà. Chủ quán cho bia vài loạt thế này đi. Thôi anh em dùng đi, dùng đi. Cho bia đi mới dùng được chứ. Bảo cái món gà này là gà ngon lắm rồi. Thơm lắm. Rồi chưa ăn bao giờ đâu. Cái món gà chạy đồi đúng không? Không biết. Đây chủ quán nào. Cái gì gọi là gà tiêu chả đi tiêu mà tội gì ạ? Muối tiêu. Mời anh em nhá. Muối tiêu à? Công nhận gà ăn quản nghĩ luôn. Tao ăn đi. Ăn từ từ không hấp ạ. Ngon. Hết lệ ngoại. Ở đây còn nhiều gà đúng không? Chủ quán ơi. Thoải mái anh ơi. Ăn từ từ thôi. Thôi thích nhất là cánh à. Ăn mạnh mà. Gà ngon mà. Rồi bạn đi. Anh em vào hết lệ quận. Người ta vẫn quản đấy. Nhiều lắm gà này mới về ăn cực ngon luôn. Thôi bạn ăn tiếp đi nhưng mà cẩn thận để lại xương nhá, không hóc đấy. Rồi. Ông này ăn cái nhiều nước cả xương. Ăn thế nó ngon chứ. Ăn còn xương chứ không để lại cho con vật nó ăn chị. Tôi nói thật là ăn được cái gì mà mình cảm thấy ngon là cứ phải ăn cho nó tới bến. Kể cả là xương con của cũng còn phải nó còn phải nghĩ cơ. Đấy, ăn đi. Bạn nãy bạn nói tôi là có khiếu ăn uống nhưng mà tôi thấy bạn hơn tôi đấy. Nhưng mà cái tiếp thụ về thức ăn và con người của tôi nó kém. Công nhận ông ăn như thung lùn mà không béo được nhỉ. Phải nói là cái tiêu hóa của ông nó kém. Nó theo cô điệu mỗi người. Nhưng tôi thì thật sự là nói về khoản ăn uống không có công kiểu đánh bóng như các ông đâu. Đéo mẹ ăn cứ về. Tôi xin phép được mời ông một miếng nữa. Không phải một miếng mà tôi có đưa phải gọi thêm vài đĩa nữa anh không, em ăn. Một miếng này thôi xong tiếp tục ông ăn tất cả đĩa này cũng được mà. Vấn đề gì? Để tôi gọi đĩa khác. Mình là cứ trâu toi bò ngã, có mửa ngoài đầu, cốc nhái ếch ương, chén được cứ phải chén hết. Nhá nhà nó mới dễ sống. À. Uống đi. Rồi. Mấy anh em cứ tự nhiên nhá. Ông uống thêm đi. Còn này uống hết cốc này là khổ đấy. Ông cũng nhiệt tình rồi đấy. Thôi anh em mình hết nhiều rồi. Tôi cũng xin phép nữa cốc này là thôi đấy. Ủa, anh cứ ngồi đi đã, anh cứ mấy uống thoải mái. Mấy khi anh em mới gặp nhau. À thế à? Không có mấy khi thôi, mà. Cứ uống thoải mái đi. Hôm nay không phải lo nhưng đâu. Tôi sợ bạn em thấy mất. Em xin phép nghe điện thoại nhá. Chắc vợ gọi rồi. Cái này hốt vợ như dưới mà. Alo. Ở anh đây. Ở anh đang ngồi nhậu với anh em một tí, anh về ngay bây giờ đây. Được luôn à? Ờ thôi được, thế anh về đánh về luôn nhá. Ừ. Lại về à? Khả năng là tôi phải về trước vợ nó gọi về có việc. Nhưng mà ông phải đưa tôi về đấy. Phải về à? Thôi được rồi. Ông cứ về đi. Nhưng mà bạn ơi, ở lại uống vài cốc nữa đã. Hồi vợ em nó vừa gọi về rồi như là vợ em phải. Nhanh tôi đưa về xong là tôi có quay lại. Rồi. Thế thì nhá, okay, thế vợ gọi phải về ngay đấy. Ok. Ngồi đây đợi nhá. Đi. Đợi đấy. Vợ quay lại luôn đấy. Ngồi đợi phòng đi luôn nhá. Đưa tôi về quay lại luôn mà. Ngồi đây tí. Cũng ở lại được thêm mà. Thôi, chúng ta về để hẹn anh em khi khác đi. Anh nói nhanh, tôi vào muộn. Anh nói chú là thằng này nó hay trượt vợ. À, chính xác Đông là Đông học cùng với lại thằng Phong Dê là cùng đại học à? Mình học cùng cấp 3 với nhau, bạn chơi cùng nhau từ hồi cấp 3, cấp 2. À. Hôm nay thấy bảo đây có cái việc nhưng hóa ra là ra nhậu cùng bạn. Thôi, xin phép được mời bạn nốt chỗ này. Anh em mình làm vài cốc nữa nhá. Được rồi. Vài cứ đàn nào cũng trường xong qua lại mà. Rồi được rồi. Đúng không? Rồi. Thôi mời ông gái cứ ngồi đi. Uống bao nhiêu để gọi. Chủ quán ơi cho một loạt nữa đi. Vâng ạ. Thôi bạn ạ. Cũng say say rồi. Tớ say rồi. Thằng Phong nó chưa về. Hồi tối mới về được. Nó đưa thằng kia về tôi sợ nó về nó ngủ luôn ở nhà rồi. Bạn ông phải đợi nó. Nghe nhỉ? Nhưng mà nó về nhà ngủ đợi thế nào được. Chủ quán đâu rồi? Chủ quán thanh toán luôn đi. Xem thanh toán cái. Em đây, em đây. Không, ông cứ ở đây đợi, thằng Phong nó tí nó quay lại. Rồi bạn cứ thanh toán đi xong rồi tôi về luôn.
chờ Phong nó về nó ngủ rồi. Anh ơi, say quá rồi. Anh không uống nữa à? Có tí nữa cứ thanh toán đi, thanh toán thêm là khoảng một keng này chưa bóc ra thì vâng, cứ tính nốt cả tiền tí nữa rồi Phong vâng, nó qua lại đây nó uống với lại bạn nó. Vâng vâng. Thế vâng, là xem bao nhiêu tiền tổng vệ sinh. Tổng của anh hết 500.000 anh ạ. Ít nhỉ? 500 thôi ạ. Vâng, 500 thôi mà. Thế được rồi. Đấy. Sao thế anh? Anh lại quên ví mới đau chứ. Thế mới chết chứ sáng rõ ràng là mình đúc ví ở đây chắc là. Bạn quên ví à? Thôi để tôi thanh toán cho em ơi. Thôi ai làm thế? Không sao, không có vấn đề gì bạn. Anh em mình lần đầu tiên gặp nhau coi như bạn hôm nay bạn quên ví, tôi mời bạn, không vấn đề gì cả. Thôi, ông là bạn Phong. Không sao. Ai bạn Phong, thế? Tôi với Phong như nhau mà. Để tôi thanh toán cho. Thế em cứ vào đây tí anh bài gửi kia sau nhá. Dạ, dạ vâng. Ngại lắm thì không có vấn đề gì bạn. Thế có được không? Tôi không nghĩ... sao cả. Lần sau bạn lại mời tôi. Tôi nghĩ thì thế thì sợ nhá. Sợ là nó quá hợp lý. Thế được rồi, thế bạn ngồi đây thông cảm cho nhé. Tôi lần sau anh em gặp nhau thì kiểu gì đều. Tôi muốn bạn mời ông đi. Là đã và đã không biết nhau thì thôi, biết nhau thì như là cũng ông cũng như là bạn của tôi, bạn của Phong cũng như là bạn của tôi thôi mà. Rồi ok. Tết lên gia đình tôi cũng giận nhá. Biết nhà là mà đến. Chỉ bảo thằng Phong nó đưa sang. À rồi ok. Đấy nhớ nhá. Bạn về nhá, về cẩn thận nhá. Rồi thế đi bạn. Say rượu vào đi xe cứ cẩn thận nhá. Rồi tôi đi bộ mà yên tâm, có ngã xuống mương thì lại mò mình chạy mà. Ok đi. Tí nữa có gì thì thanh toán hộ cái nhá. Rồi. Nặng quá được, thật sự là. Thế có không sao, mình được có tiền mà. Không sao đúng không? Rồi ok. Nhá. Phong ngồi lâu thế nhỉ? Từ nay mới chưa được quay lại. À quên mất đấy. Thì chắc là ông gì cũng... bạn mà quên gì à? Bạn cũng dùng xong rồi đúng không? Xong rồi, mình xong rồi. À chủ quán ơi, cho xin cái tư bóng xem. Tư bóng làm gì? Là chuyện kế. Cái gàn này. À. Tôi thấy ngon, tôi mà phải mang về cho vợ tôi ăn thử. Nó thích ăn thì mai tôi mua cho nó khoảng. À rồi chục con. Bởi cái gàn này chủ quán loại mới. Cho anh cái tư bóng nào. Đây các bạn nhá. Không, cái bỏ cái xương. Ở túi đây anh ơi. Chú An ơi, xương bỏ xương nha. Để cho. Tớ tưởng là cái này thì cho con vật ăn, con này thì người ăn. Thôi cái miếng nặng nặng thôi chứ còn cái này thì để cho của. Bạn ơi, còn một cái keng bia thanh toán rồi. Bạn cầm về. Keng bia thanh toán rồi mà, thật sự. Tớ thanh toán hết rồi. Quá nhỉ. Không có điều gì. Thôi, thế thì cảm ơn bạn nhé. Thật sự là tôi thề với ông mà tôi sẽ coi ông là một cái thằng bạn tốt, bạn mới mà còn tốt với tôi mãi mãi luôn đấy. Thế nhá, thế đi. Hẹn gặp lại nhé, nhớ nhé. Tết tập Hồng Phong nó đưa xanh là tôi uống rượu. Ôi bạn à, ôi, lâu quá về lâu vợ nó cứ quát nó mình đứng tàn xếp một tí. Ôi tôi ngồi đây tôi vẫn đang chờ bạn này. Đã đi đâu rồi? Nó về hết rồi. À, nó quên ví. Rồi tôi cũng giả rồi. Biết đã bao nhiêu đâu bạn? Ít mà. Nó lại quên ví. Bạn của bạn cũng như là bạn. Không phải là quên ví đâu. Nó giả vờ đấy. Lần nào đi uống rượu nó chả bảo là quên ví. Đấy còn cái thằng này thì gà mấy còn bia tôi cũng thanh toán cho bạn cầm về rồi. Nó lại ôm cả một chén bia về à? Ôm cả một chén bia về rồi. Bạn khổ của bạn có trọng gì? Khổ lắm, bạn thì biết là bạn rồi. Nhưng mà cái thằng này nó chuyên đi ăn trực. Lần nào cũng thế. Cứ ngồi ở quán là nó xông vào. Thế sao còn lỗ trả tiền đâu? Gọi tôi ông cũng bảo tôi. Thôi anh em đi về để tôi gặp tôi làm việc cái khổ anh đi. Rồi, về đi. Công nhận là chính cái thằng bạn mới, thằng Đông đấy, bạn của thằng Phong nó còn tốt hơn cả cái hai cái thằng bạn thân của mình. Chỉ nói khẽ cái là nó đòi thanh toán luôn. Tiền nó cũng có. Mày Khánh ơi. Em ăn cơm chưa? Thì chả ăn rồi còn gì nữa, mấy giờ rồi? Thế ăn cơm mấy gì? Thế thì có thì... đợi được con gà nó đẻ không? Ăn tạm cơm với muối vừng. Thế à? Ai, em ăn thử cái món thịt gà này xem. Úi chù, gà nó mới nhập Hàn Quốc về. Gọi là gà muối tiêu gì ạ? Sao? Hun khói hun khiếp gì ạ? Nhưng sao anh ấy mua về muộn thế? Thì anh gặp bạn bè mà.
gặp gỡ nhau phải dám ba câu chuyện nó mới tình cảm sao gần hoang thế. Thịt lợn kêu đắt không dám mua mà mua hẳn gà Hàn Quốc cơ, thế này thì kêu đắt gấp đôi thịt lợn ý. Chỉ có chồng mới quan tâm vợ thôi, biết chưa? Lại say rồi. Nên là em đừng có lúc nào cũng nghĩ là anh đi ăn trực ăn uống ở đâu. Sao lại còn ôm cả keng bia về nữa? Bia là bia bạn anh nó mua tặng anh. Nó bảo là bia này là bia ngon nên là nó cho về uống. Công nhận nhìn gà này ngon thế. Thơm nữa anh ấy ạ. Em thì ăn một miếng xem. Anh nhưng mà, không ăn à? Nếu mà ngon anh ăn vô. Nếu mà ngon thì mai anh lại mua vài con về cho anh ạ, à, cho em ăn. Ngon lắm, gà này chắc đắt lắm nhỉ. Gà này nó cũng rẻ thôi. Nhưng anh lấy tiền đâu mà giả? Quan trọng gì tiền. Mình hôm nay không có thì mai mình có. Hôm nay mình không trả được thì mai mình trả cho chúng nó. Hôm nay chúng nó trả thì mai mình trả thế thôi. Ai đi cắm đồ ăn à? Mày rồ à? Anh em bạn bè của tao nó sống với nhau chân thành lắm, nó tình cảm lắm. Có nghĩa là đến với nhau nói chuyện là toàn chuyện làm ăn thôi. Chứ còn ba cái này thì nó không tính. À, thế à? Đồ người ta mời mình cái gì? Không phải mà người ta mời mà anh hôm nay anh... Mày biết đấy, nhà mình làm gì có tiền. Quái sĩ làm cái gì? Chúng nó có tiền, chúng nó hay đi ăn đi uống thì nó giả thì cũng được, có việc cái gì đâu. Nhưng mà một lần thì được, nhưng mà lần sau đừng để người ta giả mang đồ ăn về nảy mang tiếng. Ừ, lần sau nếu mà có tiền thì tao cũng không bao giờ để cho chúng nó phải giả đâu. Nhưng mà được cái là vợ chồng mình đều không có tiền, thế là chúng nó cũng không tính toán gì đâu. Thôi vào mà ngủ đi, chân nam đá chân chiêu rồi cái kiểu. Thì ăn đi xong tranh thủ lên ngủ. Chúng mình làm tí lâu lâu rồi. Vừa phải thôi. Mấy con nói thế thôi là lại cười tủm rồi. Hôm nay con nó đi học vắng nhà. Thế nha. Gớm nữa, nỡm lắm, say rồi. Say mới làm được việc, không hiểu gì.